cuộc sống của chị, cái lúc nào mà chị cảm thấy khó khăn nhất? Nói chung là xưa giờ chị bình thường đó. Ngay lúc đại dịch chị cũng vẫn không thấy mình khó khăn lắm. Tại lúc đại dịch mình cũng có thể đi làm được một chút xíu gì cho mọi người. Ngày mai lắp đao đóng cửa mà đêm ngày nay mình vẫn có thể chở 500 ký khoai mình đi cho mọi người. Bây giờ là chị sống độc thân hả chị Ly? Không phải độc thân mà một mình. Mình ơn. Chị kể cuộc sống mà lúc chị ở hai mình, nó vui chỗ nào mà nó buồn chỗ nào? Không, nói chung là cũng có lúc vui cũng có lúc buồn chứ. Vui là khi hai người đồng lòng. Mà buồn vậy hai người không đồng lòng vậy thôi. Ngắn gọn. Nhưng mà em nghĩ cái gì nó cũng có nguyên nhân. Cái nguyên nhân nó xảy ra cái buồn nhất của cuộc đời chị để chị trở thành một độc thân. Không, buồn nhất là nói chung là thật sự ra là mình không nghĩ là mình đã sống gần 20 năm rồi, chứ không phải là mình mới một ngày một bữa. Nó cũng có rất nhiều chuyện vui mà cũng có rất nhiều chuyện buồn. Chị không có con luôn hả chị? Không có con. Nhưng mà sau cùng mình cộng trừ nhân chia lại đó thì mình thấy không vui thì... Nhưng bây giờ chị sống mình, chị thấy chị khỏe không? Rất rất khỏe. Tại vì mình muốn đi đâu đi, mình muốn làm gì làm. Giống như là không ai ý kiến gì về mình trên. Kinh tế chị sao chị? Kinh tế à, giàu không giàu, nghèo không nghèo mà bình thường. Ai có gì mình có đó. Không. Ai có gì thì mình cũng có, nhưng mà mình có theo khả năng của mình. Nói chảnh quá không được. Ai có hột xoài chị cũng có hột xoài. Ai có xe hơi chị cũng có xe hơi. Còn xe hơi mới hay cũ đó là chuyện bình thường. Hột xoài lớn hay hột xoài tắm là chuyện bình thường. Miễn là hột xoài thôi. Miễn là có. Đó. Nhưng mà chị có nhiều không? Mấy lon? Em thì lon. Em lon Wego, chị lon sữa bò. Chị nghĩ sao em có lon Wego hột xoài? Thì chị nghĩ vậy đó. Thì em cứ nghĩ chị có lon thì chị chia ra, em lon Wego, chị lon sữa bò. Nhưng mà mình mua ngoài sàn đó em. Sàn mua hả? Dưới sàn á. Trời đếm đâu có hết em. Em thấy. Trời, nhà chị có nhiều viên thủy tinh bự bự vậy nè. Bữa nay em cần gì tặng em. Em thấy có nhiều người lên mạng đếm hộp tròn, mẹ mê dễ sợ luôn. Mê hộp tròn chứ không phải người mê người đếm nha. Trời ơi, người đếm em mê không nổi đâu. Tại vì cái người ngồi đếm nó mới ra hộp tròn, em hiểu không? Yeah. Thì em cũng thông cảm đi. Mình thì không nổi. Nghe nói chị có 3-4 căn nhà phải không chị? Có thì có, nhưng mà mình cũng xui rủi. Trời ơi, đại gia rồi. Không, gia nhiều lắm em. Trời gia ơi, nhiều lắm. Đại gia rồi. Vậy là tài sản của chị ít nhất gần 100 tỷ. Không, lố. Em một phần một phần 10 đi, đừng nhiều quá. Nói chung là có thì cũng có, nhưng mà xong mình cũng xui rủi, mình cũng bán để cái mình làm chuyện khác. Thì trong khi bây giờ nó kêu là bất động đậy đó. Bất động đậy. Nó mệt lắm. Bây giờ ôm cái đó là ngậm luôn hả chị? Khó khăn ha. Tạm thời. Hồi đó mấy năm trước mình buôn bán còn được, chứ giờ không. Chị đã không bao giờ đụng tới cái đó. Nói thiệt luôn á. Tại cái mình có cái số rồi. Mình biết cái số, mình không đụng được tới cái đó. Mà lúc cái chơi với bạn đó, bạn làm xong cũng mày đặt vậy đó. Bạn mày đặt rủ, đu đòi. Rủ, bạn rủ. Thôi thì xài chữ đu đòi đi. Đất có nè, nhà có nè, xe có nè. Cái gì chị cũng có hết á. Mà người bạn đời không có, chị nghĩ như sao? Không, chị thấy bây giờ nói chung là lúc chị suy nghĩ ra nha, chị thôi chồng á, mới có 36, 37 tuổi à. Còn được không? Còn ngon. Vậy mà chị không suy nghĩ. Có một lần, bây giờ nói cái này chuyện thật á. Có một lần chị cũng lúc mà thôi chồng ra, chị cũng có làm một cái giấy kết hôn với chị đi nước ngoài. Thật sự lúc đó mình cũng hơi buồn. Nhưng mà khi chị nghĩ ra là lúc đó mình ở đây cuộc sống của mình á, thí dụ như mấy ngày là mình đi gội đầu, mấy ngày mình đi làm móng tay, vừa qua bển trời trời nghĩ biết sao nữa. Xong cái chị cancel. Chị cancel là tại vì thật sự đã có nhớ hồi lúc năm tám mấy á, chị có đi. Đi xong mới vừa qua cái cầu Sài Gòn em. Rồi mắc cái gì á, đã lén đi rồi. Mà ngồi trên cái xe lam, nước mắt nó rớt, nó tự rớt khỏi diễn em. Nó tuôn khủng khiếp luôn á. Mình nghĩ chắc không bao giờ mình trở lại nơi đây, cho mình yêu quá rồi, cái mình cứ... Xong rồi không có đi được. Cái lần này cái tự nhiên chị quyết định đi, cái chị suy nghĩ trời, có lần mình ngồi đó mình khóc thấy mồ rồi mà đi gì. Thôi, không đi. Chứ không thôi giờ cũng... Chị cũng bao mình lâu à. Ước mơ của chị bây giờ là sao chị? Không, chị cũng cứ như vậy cho tới cuối đời là vui.
chứ vậy em nghĩ thì gần 70 ai dám đụng tới mình. Chị nói thiệt em đụng tới mình sao, nó khúc nào nó rớt, khúc nào nó mắc vô công chấn thương chỉnh hình nó tiếp đón mình nữa thôi. Không, mà chị nghĩ là hồi ba mấy tuổi mình không có suy nghĩ. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Anh Sơn, em đóng vai này có được không? Nếu như là hiền vậy được không? Ông nói bình thường. Tại vì Hải Lý bị người ta ấn tượng, bị khán giả ấn tượng. Xong rồi khi cái phim đóng thì anh Ninh nói thiệt là lúc đầu vô phim là anh đã nhắc rồi. Nhưng mà từ đó đến khi mình hết phim chưa bao giờ bị anh Thủy nói: ủa sao nhanh quá vậy? Không có, mình vẫn chậm, vẫn từ từ. Tiết chế lại bớt. Tại mình biết mình đóng cái gì mà. Mình phải ở bà nội thì phải ở 70 mấy 80. Nhưng mà không phải bà nội lanh lẹ à? Không phải bà nội chỉnh, không phải bà nội dạng như là dữ dằn. Đúng không? Trời ơi, cái đó còn dễ diễn nữa. Dữ rồi hoặc nói chứ tính cách còn khó một chút. Anh, ông phải công nhận không? Còn cái hiền trời ơi, dễ thấy mò. Mình đâu phải bị căng thẳng cái mặt đâu. Vậy là chị thích đóng giả hơn? Không phải thích, là tại mình bị ấn tượng rồi. Khán giả cũng kỳ cục lắm. Không phải, nhiều khi nàng gặp mình nói: ủa chị, xem thấy cái phim đó cái bà đã đóng mà không phải là chị đóng vậy. Cái bà đã đóng ác đó bằng, chị phải đóng cái vai đó. Còn tự nhiên là ủa sao mình không đóng cái đó. Tức cười không? Tất nhiên mình bị quá ấn tượng. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà chị bới đầu cao lên nha, để tóc dài bới đầu cao lên, rồi chị gắn trăm theo kiểu mấy bà hình như giống hội đồng á, chị mặc áo dài quả bà ba chị rất đẹp. Mà cái nét mà đanh đá ác của chị nó giảm đi rất nhiều. Bữa nào chị thử đi. Không, chị đâu thử được, phải ai cho chị thử chứ. Vậy tự nhiên nhà chị kiếm đồ chị mặc lên chị làm vậy rồi chị đi ra vô nhà hả? Không, chị chụp hình chị đưa lên để cho mọi người nhìn thấy. Tôi cũng có một bộ mặt khác. Ôi, chị không có thích tự bia chị. Chỉ có khi nào chị mặc áo dài mà đúng theo kiểu áo dài phụ nữ Việt Nam truyền thống á, chị đóng phim chị diễn kịch chưa? Áo dài truyền thống thì chị cũng thỉnh thoảng mặc. Tại vì mình mặc không phải là xấu, cũng đẹp. Nghĩa là không phải là xuất sắc, tại vì mình không có cao lắm. Thì nó nhìn vô vẫn là đẹp. Nếu một người phụ nữ như chị thì chị thấy cái áo dài phụ nữ bây giờ được cách tân á, chị nghĩ sao? Chị không thích. Tại sao ạ? Tại vì làm như con mắt mình á, giống như chị đã quen như vậy rồi. Giống như xưa mẹ chị cho chị ăn cái món này nè, là ăn mặn. Bây giờ chị qua người khác cho chị ăn mà ngọt chị không ăn. Không, chị nói kể cả từ món ăn. Nên chị thấy cái áo dài xưa nó vẫn là đẹp. Áo dài như hồi xưa mình á, bây giờ cách tân ra thì nó có eo, thì lẽ nhiên nó làm cho thấy người phụ nữ mình eo co đẹp hơn. Nhưng mà nó cũng đừng phá cách nhiều quá. Theo chị phá cách nhiều quá nó sẽ làm sao? Nó đâu còn là áo dài truyền thống nữa. Đúng không? Theo chị, mà tại vì bản thân chị chỉ thích áo dài truyền thống là hồi xưa của mình thôi. Cái áo dài của mình từ nào giờ, từ nam lẫn nữ là nó như vậy, được mặc định là đúng như vậy. Bây giờ có cách tân thêm nhanh như là ở cổ thuyền, cổ tròn thì vẫn là xem được. Nhưng mà nhiều quá nó loạn rồi. Bây giờ cách ta nhiều lắm. Nhiều đến mức độ mà bây giờ á, em nhìn cái áo dài em cũng biết cái áo dài không đó là áo dài gì. Hay là váy luôn á. Đúng rồi. Với lại thêm cái nữa, chắc có lẽ mình cách tân như vậy cho nên những người mà họ thấy cái áo dài của mình á, rồi họ bị ngại mặt. Không có phải, họ thấy cái áo dài cũ của mình với cái áo dài mình cách tân này nè, nó khác nhau quá, cho nên họ nhận cái áo dài cũ của mình là của họ. Rồi em biết sao, giống như chị Thiến Mọi Quốc qua đây đó, đâu mặc áo dài cách tân nhiều, vẫn mặc áo dài như xưa truyền thống của mình, đúng không? Đúng rồi. Tại vì thật sự ra nó như vậy nè, những cái áo dài đó chỉ là trình diễn. Cách tân quá thì trình diễn thôi. Còn nếu mà đi ngoài đường mà mình cách tân quá nó không có phù hợp. Trình diễn, đúng, chị nói chính xác. Không, nó chỉ mang cái tính là tôi muốn giới thiệu, tôi muốn cho mọi người xem ha. Chứ còn để mà đưa ra vô cái đời sống trang phục của người Việt thì cái đó phải xem lại. Cái áo dài của mình á, có thể mình đi bình thường á, đi ngoài đường bất cứ chỗ nào mình cũng đi được trơn á. Còn cái áo dài đó làm sao đi được? Đi phải có 5 người bưng theo ra được. Mà thời tiết của mình nữa mới là quan trọng. Nói chuyện với chị sẽ còn nhiều vấn đề nữa, nhưng mà thời gian không còn nhiều. Thôi thì em phải nói lời chia tay chị. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn chị Hải Lý đã dành thời gian đến ngồi tâm sự, để cho khán giả có một cái cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của chị, chia sẻ. Điều này đối với mình, đây không phải là một cái gì gọi là khoe khoang. Tất cả mọi cái, đó là một sự chia sẻ và thông cảm. Thông cảm để chúng ta sống tốt hơn.
chia sẻ để chúng ta cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Tất cả những điều chúng ta làm đều có ý nghĩa. Và ý nghĩa tốt nhất của cuộc đời này đó là mong muốn bản thân mình, người thân mình và tất cả những người sống chung quanh mình hưởng được những cái điều tốt đẹp nhất. Dạ, em là Lê Văn Thông, sinh năm 1977, quê hương Triệu Sơn, Thanh Hóa. À, anh Thông, ở Thanh, sinh năm 87 hả anh? 77. À, 77 ở Thanh Hóa, dạ. Mình làm nghề gì anh Thông? Dạ, làm cho em gái nhận hàng, công ty về làm, về nhà làm à. Có chị Thi Anh với lại chị Uyên. Làm nhận hàng gia công về làm về nhà làm gia công. À, nhận hàng về làm gia công. Dạ. Vâng. Là mình làm nhận hàng gì vậy anh? Làm bao túi sách của Hàn Quốc. À. Nhận túi sách về gia công, mình làm công đoạn nào? Làm từ A đến Z luôn á. Hả? Làm hoàn thiện từ đầu. À, làm từ đầu đến cuối luôn. Vâng. Hay gì ta? Thu nhập mình ổn định không anh? Thường là thu nhập cái thủ an mà cái dư mấy. Bao nhiêu tiền một tháng? Chung là chủ thì con em gái làm cho con em dâu mà với con em gái thì mình đợi để làm công thôi. Rồi mình làm công là bao nhiêu tháng? Tháng được 10 triệu bao nhiêu? 10 triệu là ăn rồi á. Ở nhưng mà ở ngoài Thanh Hóa 10 triệu không có dư hả? Đâu, 10 triệu là ăn rồi á, đủ chung là đủ chi tiêu chung gia đình con cái học thôi. À. Rồi anh là anh ly hôn có con rồi hả? À, hôn được 4 năm rồi. Rồi anh nuôi mấy đứa, con bắt hết hay sao? Nói chung là con được hai vợ chồng đều nuôi nhưng mà đều ở mình. À, con trai hay con gái? Gái năm nay đang đại học năm thứ 3 ở ngoài Đà Nẵng, còn thằng con trai năm nay mình học lớp 12. Rồi. Anh ơi. Dạ. Ơi bé Nguyên ơi, em tắt đi, em gõ nghe lập cập em tưởng anh làm gì. Rồi anh ơi, mình nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của anh. À, em quên hỏi lý do vì sao hai anh chị lại ly hôn mà ở với nhau bao lâu anh? Chung là vợ chồng là không có cãi nhau gì cả, nếu vợ làm một công việc thì chồng làm công việc, thì cứ một tuần với hai tuần rồi mới gặp nhau một lần, thì không biết sao tự nhiên thì thấy vợ thay đổi tính nhưng không biết được. Nói chung là vợ chồng anh ở xa nhau vậy hả? Chị ở đâu? Ở dưới Bình Dương. À, anh ở ngoài Thanh Hóa, còn chị ở dưới Bình Dương hả? Đâu, mình vào đây làm cho con làm cho em dâu với em gái là ở dưới trên Bình Phước. À, anh làm ở Bình Phước. Tao tắt tiếng rồi. Rồi, em ở Bình, bây giờ là anh đang sống ở Bình Phước hả? Dạ. À, nãy giờ nghe nói tưởng Thanh Hóa. Ờ, em cũng tưởng Thanh Hóa luôn á. Rồi xong vợ ở dưới Bình Dương. Không phải rồi nói hai tuần gặp lần, xong rồi hết tình cảm với nhau luôn. Vợ chủ động cái chia tay thì khuyên mãi, thì nếu kéo mãi mà không được thì vợ quyết định như vậy thì thôi thì cũng chịu. Bây giờ chị còn ở Bình Dương không? Hay là ở đâu? Đang còn ở Bình Dương, đang còn ở chị An Bình Dương á. Nói chung là vợ thay đổi nên đòi ly hôn đúng không? Ủa giờ mấy đứa con của anh là thằng con trai là đang ở Bình Phước luôn hả? Đâu, nó ở bà nội, nó thích học ở ngoài quê. Đứa bà nội học thích học ở ngoài quê, nó đang học ngoài quê. Ghê luôn. Rồi. Ờ, nhưng mà bây giờ là anh đang ở Bình Phước, là anh đang ở viện nào? Đang ở khu viện Minh Hưng ở Trơn Thành, Bình Phước ạ. Trơn Thành hả? Vậy là ra đất ngay Bình Dương rồi. Dạ. Đâu, đúng không? Bình Dương á. Nhưng mà huyện Trơn Thành thì giáp ngay tỉnh Bình Dương rồi. Đúng rồi, Trơn Thành là giáp ranh tỉnh Bình Dương á, đúng rồi, chính xác. À, đúng rồi, vậy thì bây giờ là ly hôn xong là bây giờ là đang ở trong này là làm với em dâu đúng không? Em dâu của anh đúng không? Dạ.
Và sau này là nhà của mình hay là nhà thuê hay là như thế nào đấy ạ? Đây, nhà em giàu với nhiều người chú. Rồi thu nhập mỗi tháng là 10 triệu thì gửi về cho con cái hết bao nhiêu rồi? Nói chung là cái làm ở đâu cũng trang trải cho con cái mà. Nói chung là mình làm nhưng mà mình không được xài á, làm nó đủ cho con cái rồi. Làm mà không được xài hả? Không. Vậy bây giờ anh tìm người phụ nữ như thế nào thì hợp với anh? Bây giờ ngoài sau khi ly hôn thì có tìm hiểu người nào khác không? Dạ. Sau khi anh ly hôn á, anh có tìm hiểu người nào khác không? Đâu có, thứ nhất là cũng có thời gian, với thứ hai nữa là mình già rồi, lên nhiều tuổi rồi nên cũng không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ đến là già thì đâu, khi năm 77 mà già gì. Đấy là thứ nhất là vẫn bận đang còn nuôi con cái nên là thứ hai đến kinh tế nó không được khá giả nên là sợ không có ai đó chịu mình nhá. Ở trên Bình Phước về thu nhập tháng 10 triệu thì cũng ổn mà. Vâng. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Chung là đến giao là hợp nhau để tính tình ấy, chung là biết chia sẻ cho nhau với lại kỹ thuật đối nội đối ngoại là được rồi. Còn giàu nghèo là cũng quan trọng. Rồi về ngoại hình về tuổi tác thì sao anh? Khác thì hơn đúng 1-2 tuổi mà kém đúng 1-2 tuổi thôi chứ không cần kém nhiều quá. Dạ, có thể hơn anh 1-2 tuổi được đúng không? Vâng. Kém mấy tuổi thì được, tối đa mấy tuổi? Chung là kém ít thôi chứ kém nhiều quá, đến trên lệnh trên lệnh quá rồi này. 5 tuổi được không? Kém tối đa tầm 5 tuổi được không? Vâng, được ạ. Dạ, anh là 77, còn nếu mà kém tối đa 5 tuổi là tầm khoảng 81, 82 gì đó là được đúng không? Vâng, thì bà xã mình cũng sinh năm 82 á. Bà xã cũng sinh năm 82, giờ có sợ người 82 không? Nói chung là ai thương mình là mình thương người đó à. Anh Phong là cao mét bao nhiêu? Cao có 1m59 à, mà nặng nặng cũng có 59 à. 1m59, nặng 59kg đúng không? Vâng. Rồi. Ok, bây giờ về công việc của bạn gái anh có yêu cầu không? Dạ. Nói chung là công việc của bạn gái. Công việc thì nói chung là không quan trọng, quan trọng là sở thích của bạn thì bạn thích làm gì làm thôi chứ mình thì không can thiệp. Dạ. Không can thiệp. Rồi, mình thì can thiệp. Dạ. Yeah. Anh có biết buôn bán hay là kinh doanh gì không? Hay là anh chỉ ngồi anh làm những cái công đoạn của sản phẩm thôi? Chung là nói thật với bạn, năm ngày xưa đang còn đi học cấp 3 thì mình cũng có mũ trâu bò bán rồi. Nhưng mà sau này ông già ông bảo chắc chơi nhiều quá lại không theo nghề. Nên là nghỉ thì năm 95 là nghỉ mũ rồi. Nhưng mà mình buôn bán cái khác. Tức là mình có khả năng để buôn bán kinh doanh không? Buôn bán ngày xưa là mình cũng có đi chăn nuôi, là mình đi mua lúa rồi chay thành gạo, mình đi bán gạo để lấy giá rồi mình chăn heo thôi. Đó cũng là khả năng kinh doanh đó. Khả năng kinh doanh thì mình chung là trước chưa biết thì mình nói chung là mình chạy thì mình bán cũng được, chúng ta là chưa quen. Ok anh. Ủa anh không thích điểm gì ở bạn gái? Nói chung là cứ bình thường đơn phương dân giả là giống như mình là được rồi. Dạ rồi, ok ha. Anh có xác định là anh sẽ làm việc trong Bình Phước không hay là xong sẽ về Thanh Hóa? Có chứ, mình cơ sở để chủ là ngoài Thanh Hóa ở quê mình thì nhà cách chợ thì cũng một cây, mà trường học cách trường học cũng khoảng 500m, mà khu công nghiệp thì khoảng cách nhà cách khu công nghiệp cũng khoảng 2 cây số á. Nhưng mà ý là anh định là sau này là anh ở đâu ấy? Về quê. Sau này định về quê hả?
Thì về quê thì nó cũng có cơ sở mà. Con không ở đây. Nói thật với bạn là trước đây thì mình cũng có mấy lù trong này. Nhưng mà lúc hai vợ chồng ở nhau thì lúc mình bán thì thôi, thì lúc mình chia tay thì mình cho vợ hết, chẳng lấy thằng nào ạ. Nói chung là 4-5 lô trong này mình bán thì cho vợ hết rồi. Nhưng mà nếu như mà có người trong này là cũng xác định là sẽ ở lại trong này đúng không? Vâng. Tức là bây giờ hiện tại là anh chưa có cái người để anh kết đôi. Nên là cái tư tưởng của anh là có thể là anh sẽ về quê. Nhưng mà nếu như mà người mà nếu như mà có người phù hợp thì anh cũng chấp nhận là anh sẽ ở lại đúng không? Nói chung là nói thật với bạn thế này là mình nha thì cháu hay là dẫn là trước sau là về quê. Mình già nữa. Hả? Mình đang còn bà mẹ già nữa, 70 tuổi nữa, đang ở với chị gái nữa. Rồi, ok anh ha. Dạ. Thì trước mắt là cứ như vậy đi, rồi biết đâu được cái duyên của mình thì mình cũng không có nói trước được cái gì cả, đúng không? Vâng. Ok anh. Cảm ơn anh Thông nha, hôm nay chỉ buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì chương trình sẽ còn liên hệ lại với anh nếu có người phù hợp nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Dạ. Sao anh?